Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dương tính với COVID-19, tự cách ly điều trị tại nhà. Thông tin mới nhất của Nguyễn Văn Chung cho biết bản thân đã nhiễm COVID-19. Ít phút trước trên trang cá nhân của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thông báo đã nhiễm COVID-19. Anh cho biết bản thân có những dấu hiệu như bị mất khứu giác, không còn ngửi được mùi vị, nhức đầu và mệt mỏi từ 4 ngày trước. Sau khi tự test nhanh, anh nhận được kết quả dương tính với COVID-19. Hiện tại, Nguyễn Văn Chung đang tự cách ly và điều trị tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Nam nhạc sĩ cho biết anh vẫn giữ tinh thần lạc quan chiến đấu với căn bệnh này. May mắn là trước đó anh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng ngừa nên đỡ lo phần nào. Phía dưới bình luận, bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi nhiều lời động viên tinh thần, mong anh sớm khỏi bệnh. Nhiều người còn đưa ra phương thuốc xong và chế độ bồi bổ cho nam nhạc sĩ tham khảo để có sức chống lại căn bệnh đáng sợ.